Thôi không chơi tiền đâu. Đấy, chơi tiền bị bắt á. Khỏe không lại. Tiền giả. Thì chú Lê Phó mình suy nghĩ ra nhiều kiểu mình làm nha anh chị em. Chứ nó thật sự ra cái kiểu gì cũng vậy, do mình suy nghĩ ra mình làm. Ok. Muốn nó đẹp nó xấu là do mình thôi, mình cứ suy nghĩ ra. Nó lẹ mà mình ăn tiền nó dễ lắm. Còn hơn là mình làm những cái mẫu rồm rà. Ồ bên này thứ nhớ là mỏng thôi nha, tại vì mình thả bột lia đó mình đừng có làm dày quá. Nhớ đắp mỏng thôi nha, đừng có đắp dày quá, dày quá lát mình bỏ bột lia lên nó dày dữ lắm. Này anh đi đang làm bột quay nha, chứ không phải là xốp quay, quay quay luôn á. Chỗ này để tí xíu nữa mình bỏ nó vô đây. Trên này khỏi cần chỉnh gì hết nha, lát mình cắt bỏ mà, mình đâu cần chỉnh gì đâu. Mình bỏ màu đỏ lên. Nhớ màu đỏ đừng có lấy nhiều, lấy ít hơn. Lấy ít hơn, vuốt nhẹ nó xuống. Vuốt nhẹ nó. Vuốt nhẹ nó xuống. Miếng cắt này mình cắt nào, miếng cắt sai nào cũng được nha.
khi mình làm dày quá nó mình bỏ bột lia lên nó dày lắm, thì mình làm mỏng thôi. Candy mua nước gì Candy? Mua giùm luôn. Mua giùm cúc luôn đi. Có lông cúc đi. Tôi kêu mua lon cúc mà mày cứ hỏi có ai uống gì không thì rảnh uống gì kỳ vậy, uống nó chơi gì, nó chơi gì chơi kỳ thị á. À, em thấy nó đơn giản ha. Có được bộ chu lê pho cho em đi chơi rồi đó.